Xin chào các bạn yêu. Các bạn ơi, hôm nay bạn Mũi sẽ đi làm cô phù thủy nhỏ và bắn lên những quả trứng màu sắc, cứu những cái bạn nhện nè, bạn mèo nha. Bạn mèo ở giữa nha mẹ. Đúng rồi, con lấy trứng vàng đi, con làm trứng vàng để cứu bạn ấy đi. Đây, trứng vàng đây. Trời ơi, chạy tuốt lên đó luôn hả? Màu đỏ nè con. Đó, được bạn nhện xanh giải thoát rồi các bạn ơi. Giải thoát được bạn nhện màu xanh. Wow, thêm một bạn nhện màu xanh nữa. Bạn nhện màu vàng luôn. Yeah. Giải cứu thành công. Giải công gì vậy mẹ? Con mẹ hả? Giải cứu thành công rồi. Tại vì con là phù thủy nhỏ nè. Con là cô bé phù thủy nhỏ đó. Cởi cái chổi bay luôn. Phù thủy là đi bằng cái gì bạn Mũi biết không? Đúng rồi, phù thủy là phải cởi chổi bay nha. Đây, có thêm bạn mèo nữa nè, thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ giải cứu. Ủa, tiếp tục. Ủa, còn bạn mèo đen sao không ra? Bạn mèo đen chắc sau này mới ra, bây giờ chưa ra được. Mình sẽ giải cứu nha. Hay quá ha, màu đỏ kìa con. Thành công rồi. Ủa, còn màu xanh nữa à? Bum. Con me. Cái đó là cái con đó là nó hút mấy con nhện của bạn Mũi đó vô đó đó, bạn Mũi phải giải cứu phải không? Nó, bạn Mũi là phù thủy nhỏ giải cứu các bạn. Đảo. Bum. Wow, bạn nhện vàng luôn. Nhện vàng luôn. Wow, có một cái quả trứng gì nè. Quả trứng rất là đẹp. Tiếp tục nha. Chiến thắng rồi. Chiu. Mũi tiếp đi con. Màu xanh lá cây kìa con. Màu con bắn màu nào lên rồi con phải nói dạ, màu đó. Dạ bạn màu đen. Bạn mèo đen đi đâu rồi? Bạn mèo đen bị bắt cóc rồi, mình phải đi giải cứu đó. Đây mình bắn màu xanh lá cây trước đi con. Xanh lá cây nè. Xanh lá cây nữa mới mình đổi. Đổi màu xanh dương nè. Xanh dương nó có nè. Đó, và bây giờ xanh lá cây hết rồi. Cũng là xanh lá cây. Bắn lên đây đi. Bỏ đó đi. Đó, màu vàng. Bấm. Xanh lá cây. Vàng đi. Bấm. Đã chưa. Đó, xanh dương nha. Xanh dương nè. Xanh lá cây nè. Đó. Bạn Mũi thích chưa? Thích không con? Màu đỏ. Đỏ nữa kìa con. Tiếp tục đỏ nữa kìa. Ôi, sao có mấy nhện nó bị hút lên á, bạn Mũi thấy không? Xanh dương. Con đâu có hít nhện chút xíu nào đâu. À, bạn Mũi bắn hụt á, bạn Mũi bắn mà trứng nó không nổ là mấy bạn nhện bị hút lên nữa đó. Nè. Đó, hai bạn nhện bị bắt luôn. Mình bắn phải trúng trứng mới được rồi. Giải thoát được một bạn thấy không con? Đó. Axi, bạn nhện màu vàng. Lấy màu xanh lá cây đi. Đó, giải thoát được các bạn ấy rồi. Xanh dương. Ôi, bị hai bạn bắt nữa rồi, bị hai bạn bắt nữa rồi. Giải cứu rồi. Yeah! Chiến thắng hay quá, bạn Mũi hay quá. Bum. Ông Mũi chơi tiếp không? Bạn Mũi ơi, nhanh lên. Đây, bây giờ bạn Mũi giải cứu tiếp đi. Đó, đây. Đây nè, những quả trứng màu xanh là có các bạn nhện nè, thấy không? Thấy không con? Nó nhốt mấy bạn nhện trong đó đó. Nó hút mấy bạn nhện lên đó. Con bắn đi, giải thoát mấy bạn ấy. Đó. Mấy bạn nhện ở trong đó bị sao rồi? Bị bắt đó. Bị bắt nhốt trong quả trứng đó. Bây giờ mình sẽ đi giải cứu mấy bạn ấy. Quá, wow, bạn nhận xanh lá cây. Ồ, có bạn nhận xanh lá cây nữa hả con? Hay quá. Wow. Bạn Mũi hay quá, phát hiện được bạn nhận xanh lá cây luôn ta. Wow, bạn Mũi sao mình có trái vậy?
Con nhỏ nó đeo lên chị Ba Muội luôn á. Con nhỏ nó đang đeo lên chân chị Ba Muội, đeo lên tay chị Ba Muội nữa kìa. Xanh Dương ở trong đây nè. Xanh Dương. Rồi bàn. Bàn phải không Ba Muội? Bị bắt lên rồi, bị bắt lại rồi. Xèo xèo. Ba. Đã giải cứu được các bạn ơi. Ba Muội ve kìa. Dè quá, bằng mùa dè quá, bằng mùa cứu được các em nhờ anh bằng mùa dè quá. Tiếp theo thôi. Mùa có dè không con? Dè. Wow, quả trứng bảy màu, quả trứng ngũ sắc. Wow, quả trứng cầu vồng ha, ngũ sắc. Bạn mùa thấy được quả trứng rất là đẹp không bằng mùa? Thấy. Rất là đẹp. Bạn mùa chơi tiếp không? Siêu đẹp luôn các bạn ơi. Qua. Wow. Đặt mùa giải cứu nữa không con? Mùa giải cứu nữa không? Chờ giải cứu. Bum 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 bum. Sắp tiêu rồi. Tiêu rồi. Sắp tiêu rồi bạn mùa ơi. Tiêu rồi con. Sắp tiêu rồi bạn mùa ơi. Wow, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trái luôn ở dưới này. Trái luôn ở dưới vậy? Họ nấu nè bạn Muội, ở dưới lửa trái nấu ụt. Nước sôi quá trời luôn, nấu gì vậy bạn Muội? Nấu mấy quả trứng này nè, phải không? Ôi, nấu những quả trứng đang sôi, rất là sôi dữ dội luôn. Nhìn lên, nó đang sôi, nó đang sôi. Wow! Điểm nhiều quá không mùi ơi. Cho mấy bạn nhảy xuống dưới đó đúng hả? Ừ. Để làm cái gì vậy mẹ? Wow. Để cố mấy bạn nhảy luôn ha. Các bạn ơi tiếp tục nha các bạn. Không ba mẹ ơi. Ồ, bạn mùi bắn đi mà. Bạn mùi giải cứu đi con. Màu vàng hả? Đúng rồi. Không được. Không, hay không được thì bắn đại chứ sao bây giờ. Ôi. Mọi một rất là nhiều bạn nhện bay lên đó. Xanh Dương tiếp. Xanh Dương. Xanh Dương. Vàng nè. Xanh Dương. Xanh Dương. Tiêu. Mọi ơi. Wow. Sao ụt ụt đi. Sẽ ụt 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 luôn. Bum bum. Rồi. Nó bài là wow, cô phù thủy nhỏ đã bay rồi. Phù thủy mẹ dân với phù. Bạn Muội muốn chơi nữa không? Phù thủy xíu Muội ở dạ ở ngoài. Còn xíu mẹ dạ ở trong này. Đúng rồi. Và bây giờ tiếp tục nha. Mẹ ơi, cái viên bi này hình số gì vậy? À đúng rồi, mình bắn bi nha, hình số gì đâu. Số 35. À mình sẽ bắn 35 viên bi nha. Ồ, rớt rớt quá trời luôn. Đã quá bạn Muội ơi. Đã quá bạn Muội ơi. Màu tím nè bạn Muội ơi. Vàng nè bạn Muội ơi. Ủa sao không được? Được đó. Con mới bắn xong con còn hỏi nữa. Vàng này bà Muội ơi, vàng đi nè bà Muội ơi. Yeah. Wow. Xanh nè bà Muội ơi. Tím nè bà Muội ơi. Xanh dính rồi. Đã dính luôn. Đỏ nè bà Muội ơi. Xanh bà Muội ơi. Vàng bà Muội ơi. Đỏ bằng mùi ơi. Đỏ bằng mùi ơi. Tiếng bằng mùi ơi. Những mấy mẹ chân đó làm cho heo ăn. Hả? Những mấy mẹ chân đó làm kho ăn. Kho cái quả trứng ăn luôn. Đồng mùi đời kho mấy quả trứng ăn luôn các bạn ơi. Yeah, chiến thắng lên kìa. Wow.
Wow, sao có mấy bạn chuột gì nữa nè, bạn muối. À, giải cứu bạn chuột đi. Bây giờ là chuột nha. Phải không? Phải bạn chuột. Oh my god. Bắn nhầm rồi. Đây. À, bạn chuột. Bây giờ cứu bạn chuột. Bạn chuột, bạn muội ơi, cứu bạn chuột đi. Ủa bà trứng kìa. Bây giờ bạn muội có cứu mấy bạn chuột này không? Dạ. Màu vàng. Wow, yeah. Bây giờ màu xanh nha. Cứu được các bạn ấy rồi. Cứu được mấy bạn ấy, sao bạn ấy buồn vậy mẹ? Không, bạn ấy vui nè, bạn ấy bị nhốt trong này, bạn ấy buồn rồi mình cứu bạn ấy ra, bạn ấy vui nè nha. Nè, cười đó, vui, chạy lên liền, thấy không? Con thấy không? Chạy lên để làm gì vậy mẹ? Chạy trốn. Chạy trốn để làm gì vậy? Chạy trốn để làm gì vậy mẹ? Để bị bắt lại đó con, đó thấy không? Cứu được bạn ấy rồi, bạn ấy phải chạy chứ, không là bị người ta bắt lại đó. Đâu còn ai cứu bạn ấy nữa. Wow, cứu được bạn ấy rồi. Bạn Bùi ơi. Yeah, đã giải thoát được tất cả các bạn chuột của chúng ta. Và video của mình tạm dừng rồi. Xin cảm ơn các bạn và xin like video này và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của bạn xí muội nha. Xin chào tạm biệt.